Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 13.10 rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 13.11 và 13.12 các em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang cái bài 13.11. Nói chung thì chúng ta nếu có điều kiện thì ủng hộ thầy, còn không có thì thôi cũng được. Chúng ta cứ đăng ký vào kênh và nhấn vào cái chuông thì chúng ta cũng sẽ theo dõi được tất cả các cái bài giảng sách giáo khoa miễn phí của thầy. Ok nha, nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng cho thầy các em nhé. Cảm ơn các em. Rồi, chúng ta sẽ đi sang cái bài 13.11. Thông thường thì khi chúng ta đọc một cái đề cực cả toán, cực cả hóa, cực cả lý và cực cả môn sinh cũng vậy, mà các em tóm tắt được cái đề bài, nghĩa là người ta cho cái gì và người ta yêu cầu tính cái gì mà các em làm được cái điều đó, thì gần như chúng ta đã thành công được là 20 đến 30% trong cái bài toán đó mà chúng ta sẽ giải ra. Chứ mà các em đọc vô mà các em không biết à cái dữ kiện của bài toán đó người ta cho cái gì và yêu cầu tính gì là coi như chúng ta không thể nào giải được. Các em có hiểu nè. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc và giải cái bài này ra các em nhé. Một nồi cơm điện có ghi trên vỏ là 220V và 400W ha. Như vậy thì ở đây chúng ta tóm tắt này. Đây là U của cái nồi cơm điện này sẽ bằng 220V, được chưa nào? Và B của nồi cơm điện ở đây gọi là bên định mức ấy, nó sẽ là 400W không? Được sử dụng với hiệu điện thế, đó chính là U của chúng ta cũng chính bằng là 220V. Trung bình mỗi ngày trong thời gian là mấy giờ? Là 2 giờ. Ha, 2 giờ. Như vậy thì ở đây cái trung bình mỗi ngày trong thời gian là 2 giờ. Như vậy thì cái thời gian chúng ta ở đây là 2 giờ. Nhớ là một ngày là 2 giờ nha. Chứ nếu mà ở đây câu B là 30 ngày thì nó sẽ ra được bao nhiêu giờ? Nó sẽ là 60 giờ. Em có hiểu nè. Như vậy thì ở đây chúng ta có câu A, người ta yêu cầu tính như đây. Tính điện trở của dây nung của nồi và cường độ dòng điện chạy qua nó khi đó. Nghĩa là chúng ta đi tính R với lại tính I, cường độ dòng điện. Câu B là chúng ta tính điện năng mà nồi tiêu thụ trong 30 ngày. Nghĩa là ở đây chúng ta cần phải tính A là bằng bao nhiêu. Nhớ là đây là người ta yêu cầu là 30 ngày, nghĩa là một tháng. Hiểu chưa nào? Thì đối với gặp cái trường hợp này thì chúng ta cũng sẽ lập luận như sau và giải các em nhé. Ở đây bài này không là khó em, đòi hỏi chúng ta nhớ và thuộc công thức là được. Ở đây các em thấy là vì U định mức bằng U của cái nguồn, đó là cái công suất của công suất tiêu thụ của nồi bằng cái công suất định mức ở đây cũng là 400W luôn. Khi mà các em có B và có U thì chúng ta sẽ tính được Y dựa vào cái công thức là gì các em? Chúng ta dựa công 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 thức gì để chúng ta sẽ tính được R trước này. Đó chính là B sẽ bằng là U bình phương chia cho R. Khi đó chúng ta suy ra R sẽ bằng là U bình phương chia cho B. Khi đó chúng ta sẽ tính được R. Còn để tính được Y thì chúng ta sử dụng công thức, đó chính là B sẽ bằng là U nhân Y. Ha, thì từ đó chúng ta suy ra là Y sẽ bằng là B chia U. Cơ bản là chúng ta phải nắm công thức, các em hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ lập luận là vì cái U định mức này sẽ bằng U của nguồn là bằng 220 mV nên cái gì các em? Nên cái công suất tiêu thụ của nồi cũng bằng là gì? Bằng công suất định mức. Chúng ta nên lặp lại cái câu này các em nhé. Ok, nghĩa là B sẽ bằng là B định mức, nghĩa là nó sẽ bằng là 400W, được chưa nào? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái điện trở của dây nung nồi trước nha. Như vậy thì cái điện trở của cái dây nung của nồi là, như vậy chúng ta xuất phát từ công thức là B sẽ bằng là U bình phương chia cho R. Thì từ công thức này thầy suy ra R sẽ bằng là U bình phương chia cho B. Như vậy ở đây sẽ bằng 220 bình phương chia cho B, chúng ta là 400 sẽ bằng 220 bình phương chia cho 400 nha, sẽ bằng là 121 ohm nha. Đây, đó chính là điện trở. À, bây giờ chúng ta sẽ tính cái cường độ dòng điện. Cái cường độ dòng điện
chạy qua cái dây nung. Đó nè, của nồi khi đó là như vậy. Thì ở đây chúng ta có công thức là B sẽ bằng là U nhân Y. Thì từ đây thầy suy ra là Y sẽ bằng là B chia cho U. Như vậy B của chúng ta là 400 chia cho 220. Đó nè, ta dùng máy tính ta bấm nha. Bằng 1,8 nha, 1,82 đi ha. Ta làm tròn. Như vậy thì ở đây sẽ là ra là 1,82 mb. Câu B các em. Câu B là ở đây chúng ta phải tính cái điện năng mà nồi tiêu thụ trong 30 ngày. Như vậy thì ở đây chúng ta tính A. A thì bằng theo công thức là A sẽ bằng là B nhân T. Có được chưa nào? Như vậy T ở đây á 2 giờ là tương ứng 1 ngày. Như vậy 30 ngày. 30 ngày thì chúng ta sẽ lấy 2 x 30 thì sẽ bằng là 60 10 giờ. Nghĩa là trong đây là 30 ngày này, tương ứng 30 ngày. Trong tóm tắt chúng ta có thể xử lý số liệu này luôn cũng được, không sao hết các em. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này cái điện năng, do thầy cảm nên hơi nghẹt mũi xíu nha. Điện năng mà nồi tiêu thụ trong 30 ngày là, như vậy chúng ta có công thức A sẽ bằng là B nhân T. Có được chưa nào? Thì B của chúng ta tương ứng ở đây á, chúng ta phải đổi ra là kW. Như vậy chúng ta lấy 400 này, các em lấy 400 và chia cho 1000 thì nó sẽ bằng là 0,4 kW. Các em lấy 0,4 nhân cho 60, các em hiểu chưa nào? Như vậy ở đây các em sẽ lấy 0,4 nhân cho 60 thì nó sẽ bằng bao nhiêu gam? Nó sẽ bằng là 24 kW nhân bây giờ. Có được chưa nào? Đó, nó đơn giản vậy thôi. Ok. Cái việc mà tóm tắt cái đề bài thầy nghĩ nó rất là quan trọng, theo cái quan điểm của thầy luôn. Nếu mà học trò nào mà tóm tắt được cái đề bài mà chính xác á, là thầy biết chắc chắn là học trò đấy gần như là 30-50% luôn em, là biết cách giải của bài đó. Mà khi mà đọc cái đề bài mà không biết cách tóm tắt á, rồi á là không biết đâu là công suất, đâu là hiệu điện thế, đâu là điện trở, đâu là cường độ dòng điện thì thôi, xong phim. Thấy không? Cũng có một số học sinh là chép vào trong sách hay là trong lòng bàn tay này để mà đối phó các em ạ. Mà gặp thầy thì thôi, đừng bao giờ mà qua mắt được thầy. Thầy rất là ghét những cái thành phần học sinh như vậy các em. Gọi là đối phó để mà lấy cái điểm, mà cái điểm đó thực chất không phải của mình thì các em không nên nhận. Thầy nghĩ như thế. Được chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang cái bài cuối cùng, đó chính là 13.12 các em nhé. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái bài 13.12 các em. Một gia đình sử dụng đèn chiếu sáng với công suất tổng cộng là 150W. Đó nè. Như vậy thì cái đèn chiếu sáng này tổng cộng ở đây là 150W. Ở đây thầy ký hiệu là B1 là 150W này. Trung bình mỗi ngày là trong là mấy giờ? Là 10 giờ. Nghĩa là ở đây cái thời gian sử dụng là trong 10 giờ, nghĩa là T1. Sử dụng tủ lạnh công suất ở đây là 100W. Thầy ký hiệu ở đây là B2, ở đây là 100W. Trung bình mỗi ngày là 12 giờ. Như vậy tương ứng T2 đây là 12 giờ. Và sử dụng các thiết bị khác có công suất tổng cộng là 500W. Nhưng mà các thiết bị khác tổng cộng ở đây là B3, có thể là nồi cơm điện hay là vân vân ha. 500W các em. Và tương ứng cái thời gian người ta là T3 ở đây là 5 giờ. Được chưa nào? Câu A này. Tính điện năng mà gia đình này đã sử dụng trong 30 ngày. Thì chúng ta sẽ tính A tổng. Đó nè. B tiền điện mà gia đình này phải trả mỗi tháng là 30 ngày, cho rằng cái giá điện là 1.000 đồng một ký trên kilowatt trên giờ ha. Như vậy thì ở đây chúng ta tính cái số tiền mà ở đây người ta cho các em biết là 1.000 đồng trên 1 kilowatt nhân bây giờ. Rồi ok, nó rất là dễ hiểu chứ chẳng có gì gọi là khó cả các em ạ. Thì để tính cái điện năng tổng á thì chúng ta phải tính ở đây là gì? Thứ nhất là cái đèn điện này, thứ hai là tủ lạnh này, thứ ba là các thiết bị khác, sau đó các em cộng lại.
Em hiểu nè. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta giải này. Thầy sẽ tính riêng ra, sau đó thầy sẽ cộng lại cho các em dễ hiểu nha. Câu A này, cái điện năng mà gia đình sử dụng trong một tháng nha, nghĩa là 30 ngày đó. Đó nè, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì các em? Thứ nhất là cái đèn chiếu sáng này. Đèn chiếu sáng là chúng ta có là A1 thì theo công thức chúng ta là bằng B1, có đúng không? Ở đây chúng ta nên đổi ra kilowatt nha. Các em đổi ra kilowatt như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là 0,15 kilowatt. Ở đây chúng ta đổi ra bằng 0,1 kilowatt. Và đây sẽ bằng 0,5 này, bằng cách chia cho 1000 các em nhé. Chúng ta đổi ra nha. Chúng tí nữa công đổi. Đổi ra luôn. Như vậy thì tại vì cái đơn vị cứ một cái chữ số điện là kilowatt nhân với giờ ấy. Như vậy thì B1 chúng ta nhân với T1. Và chúng ta lấy 150 chia cho 1000 là bằng 0,15. Như vậy các em sẽ lấy 0,15. Ở đây chúng ta sẽ nhân cho bao nhiêu em? Nhân cho 10 giờ. Có đúng không? Và đồng thời chúng ta nhân cho mình, tại vì một ngày là sử dụng 10 giờ, nhưng mà ở đây là mấy ngày? 30 ngày, nên chúng ta sẽ nhân thêm cho 30. Được chưa? Rồi, tí nữa chúng ta sẽ bấm máy tính luôn một lần luôn nha. Thứ hai là tới cái tủ lạnh. Thì chúng ta có A2 sẽ bằng là B2 nhân cho T2. B2 của chúng ta đổi ra là bằng 0,1. Thời gian sử dụng là 12 tiếng này và nhân với 30 ngày. Cái thứ ba là các thiết bị khác ha. Các thiết bị khác thì ở đây chúng ta có A3 sẽ bằng B3 nhân cho T3. Như vậy ở đây sẽ bằng là 0,5 nhân cho bao nhiêu em? Nhân cho 5 giờ và nhân cho mấy? 30. Rồi, ta dùng máy tính chúng ta bấm nha. Bấm đầu tiên là 0,15 nhân cho 10 nhân cho 30 ngày sẽ bằng là 45 kilowatt nhân giờ. Được chưa? 0,1 nhân 12 nhân cho 30 sẽ bằng là 36 kilowatt nhân với giờ. Ở đây 0,5 nhân cho 5 nhân cho 30 sẽ bằng là 75 kilowatt nhân giờ. Có được chưa nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta suy ra ở đây A tổng á thì sẽ bằng A1 này cộng A2 và cộng cho A3 nghe bằng 45 cộng 36 và cộng cho 75. Như vậy tổng cái điện năng mà gia đình này xài trong một tháng ha, thì các em sẽ lấy 45 cộng cho 36 và cộng cho 75 bằng 156 kilowatt trên giờ các em. Bây giờ đã biết được cái số tiền chưa? Thì bây giờ lấy cứ một ký 1 kilowatt trên giờ thì 1000 đồng, thì bây giờ lấy cái này nhân cho 1000 thì ra số tiền thôi. Câu B ha. Như vậy thì cái tiền mà gia đình này phải trả đó nè, mỗi tháng như là 30 ngày đấy anh em, ghi rõ là như vậy thì chúng ta lấy 156 nhân cho 1000 thì bằng 1500. 1000 thành lỗi 156.000 nghìn đồng. Được chưa? Có đúng như nào? 156.000 đồng. Nói chung cũng rẻ so với thầy em. Thầy tới 850 em. Khiếp đời. Ok. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây sẽ là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài tiếp theo nha. Các em cứ có điều kiện thì đăng ký khóa học online, còn không có thì thôi nha. Lớp 9 thì thầy đầy đủ tất cả các bộ môn luôn, xếp bài tập toán lý hóa sinh là đầy đủ các em nha. Ok rồi, bye bye các em nhé.